Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Triệu tập thêm 3 người tung tin bịa đặt, Đà Lạt xảy ra biến lớn. Ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập thêm 3 người đăng tải thông tin sai sự thật rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn. Những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội của Đà Lạt trong cao điểm du lịch lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khiến người dân và du khách hoang mang lo lắng. Trong đó, cá nhân TA, ngụ phường 8 thành phố Đà Lạt, đưa ra thông tin trên trang mạng xã hội của mình là có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử. Trường hợp KA, ngụ phường 6 thành phố Đà Lạt, đưa thông tin biến Đà Lạt XXX, anh em không nên đến chỗ đông người nhé. Còn trường hợp VT, ngụ phường 9 thành phố Đà Lạt, đăng tải thông tin rằng có một nhóm người có thể sẽ bạo động ở Đà Lạt bằng bom xăng, do đó mọi người nên ở nhà, không tới nơi công cộng tập trung đông người. Làm việc với cơ quan công an, những người này khai nhận do bản thân đọc được các thông tin trong các hội nhóm trên mạng rồi đăng tải mạng xã hội cá nhân mà không kiểm chứng, có người còn suy đoán và sau đó đăng tải. Liên quan đến vụ việc này, tối 30 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng triệu tập NT, ngụ huyện Đức Trọng, chủ tài khoản mạng xã hội có tên Thờ Mờ. Người này đăng tải thông tin sai sự thật trên tài khoản Thờ Mờ rằng có biến tại Big C, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Cơ quan công an khẳng định thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với khung hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Công an triệu tập người đăng thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại Đà Lạt. Tối 30 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã triệu tập bà NT, 26 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng về việc người này loan truyền thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động trên mạng xã hội. Cùng ngay, các thông tin trên mạng xã hội rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động bắn súng khiến người dân và du khách lên Đà Lạt nghỉ lễ hoang mang lo lắng. Trong đó, tài khoản mạng xã hội mang tên Thờ Mờ đăng thông tin rằng có biến tại Big C, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Qua làm việc, bà NT thừa nhận là chủ tài khoản mạng xã hội Thờ Mờ nói trên và trình bày do bản thân đọc được các thông tin trên trong các hội nhóm trên mạng. Tuy nhiên, bà không kiểm chứng thông tin và đăng tải trên mạng xã hội của mình. Người này đã thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến an ninh trật tự Đà Lạt, khiến dư luận hoang mang nêu trên. Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một TikToker tố bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, bài viết có nội dung "Mình bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn" của TikToker này đến thời điểm hiện tại đã nhận được 52.000 lượt tương tác, hơn 38.000 bình luận cùng hàng ngàn lượt chia sẻ. Một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy hôm nay và đang vào cuộc xác minh. Theo nội dung được chia sẻ, trưa 11 tháng 1, anh L đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán phở trên phố Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp, nên bạn gái anh đã vào quán nhờ nhân viên ra bê anh lên bậc tam cấp. Tuy nhiên, nhân viên bước ra và nói, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh, nên anh và bạn gái đi tiệm khác. Anh L viết trên trang cá nhân rằng, đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé nên L hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn, bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Nhân viên bảo, anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này, bà càng được đà, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh L cũng cho biết đây là quán quen của anh và bạn gái. Theo anh L, thông thường khi đến đây có một người phụ nữ trẻ rất niềm nở và vẫn cho cả hai ngồi ở đầu quán để tiện đi lại. Nhưng hôm xảy ra sự việc thì người đứng bán là một phụ nữ lớn tuổi. Sự việc nhận được nhiều ý kiến bình luận. Phóng viên đã đến quán phở này và gặp được bà chủ quán phở sau hơn một tiếng đồng hồ vì quán đông khách. Bà TTT, 73 tuổi, chủ quán phở xác nhận vào ngày 11 tháng 1, anh L có cùng bạn gái đến quán ăn. Theo bà T, đây là quán ăn của cha mẹ để lại. Hiện, bốn chị em bà đang cùng nhau bán.
Vào trưa 11 tháng 1, bà T chuẩn bị đổi ca thì có một cô gái đẩy anh L ngồi xe lăn đến quán và gọi hai bát phở. Bà T cho biết, tôi nói con có xe lăn thì ngồi bên kia cho rộng, uống một cốc nước thôi. Anh không nói gì, còn nhân viên của tôi nói vào được. Tôi hỏi nếu vào thì ngồi chỗ nào thì họ chỉ chỗ này, mà lúc đó tôi đang để cái cân ở đây để cân hàng nên nói, chật thế này làm sao mà ngồi được, bây giờ vắng thì thông cảm, trước sáng khách đông thì ngồi thế này tôi không bán được, chỉ có bê qua quán cà phê gần đó ăn thôi. Bà T cho biết, sau đó có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L cùng bạn gái ngồi ăn. Bà chủ quán nói, tôi không có ý đuổi, chú hay ăn buổi tối của con dâu nhà tôi vẫn vui vẻ. Lúc về, tôi còn bảo dẹp cái này cho chú ấy đi ra. Tôi già rồi, nếu tôi đối xử khách không tốt thì khách không đông như thế này. Bà chủ quán phở cũng khẳng định, không nói ai nhận ngữ này vào đây ăn, mà chỉ nói lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng. Gần đây, một TikToker đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện bị một quán phở ở Hà Nội đuổi vì ngồi xe lăn, thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận. Đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của nam TikToker này đã khóa bình luận. Theo nam TikToker này, khi anh cùng bạn gái đến quán, nhân viên từ chối phục vụ và không giúp đỡ anh lên bậc tam cấp. Sau đó, anh chuyển sang quán phở gà quen thuộc nhưng lại bị bà chủ quán có thái độ tiêu cực. Bà chủ sau đó đã phản hồi, khẳng định không có ý đuổi khách và chỉ đề nghị họ ngồi ở chỗ rộng rãi hơn. Sau khi sự việc xảy ra, những ý kiến trái chiều đã nổ ra, một bên thì đồng ý cảm thông với nam TikToker, còn một bên thì đã bày tỏ sự nghi ngờ. Đến thời điểm hiện tại, khi đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ quá trình nam TikToker này đi vào quán cho đến khi ra khỏi quán được đăng lên mạng xã hội, thì trên trang cá nhân của nam TikToker này đã nhận được nhiều lượt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ đến từ cộng đồng mạng. Sự việc này cũng đang được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vào cuộc xác minh. Trước đó, trưa 11 tháng 1, anh L đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán phở trên Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp, nên bạn gái anh đã vào quán nhờ nhân viên ra bê anh lên bậc tam cấp. Tuy nhiên, nhân viên bước ra và nói, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh, nên anh và bạn gái đi tiệm khác. Anh L viết trên trang cá nhân rằng, đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé nên L hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phát dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Nhân viên bảo, anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này. Bà càng được đà, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh L cũng cho biết đây là quán quen của anh và bạn gái. Theo anh L, thông thường khi đến đây, có một người phụ nữ trẻ rất niềm nở và vẫn cho cả hai ngồi ở đầu quán để tiện đi lại. Nhưng hôm xảy ra sự việc thì người đứng bán là một phụ nữ lớn tuổi. Sự việc nhận được nhiều ý kiến bình luận, phóng viên đã đến quán phở này và gặp được bà chủ quán phở sau hơn một tiếng đồng hồ vì quán đông khách. Bà TTT, 73 tuổi, chủ quán phở xác nhận vào ngày 11 tháng 1, anh L có cùng bạn gái đến quán ăn. Theo bà T, đây là quán ăn của cha mẹ để lại. Hiện, bốn chị em bà đang cùng nhau bán. Vào trưa 11 tháng 1, bà T chuẩn bị đổi ca thì có một cô gái đẩy anh L ngồi xe lăn đến quán và gọi hai bát phở. Bà T cho biết, tôi nói con có xe lăn thì ngồi bên kia cho rộng, uống một cốc nước thôi. Anh không nói gì, còn nhân viên của tôi nói vào được. Tôi hỏi nếu vào thì ngồi chỗ nào thì họ chỉ chỗ này, mà lúc đó tôi đang để cái cân ở đây để cân hàng nên nói, chật thế này làm sao mà ngồi được. Bây giờ vắng thì thông cảm, trước sáng khách đông thì ngồi thế này tôi không bán được, chỉ có bê qua quán cà phê gần đó ăn thôi. Bà T cho biết, sau đó có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L cùng bạn gái ngồi ăn. Bà chủ quán nói, tôi không có ý đuổi, chú hay ăn buổi tối của con dâu nhà tôi vẫn vui vẻ. Lúc về, tôi còn bảo dẹp cái này cho chú ấy đi ra. Tôi già rồi, nếu tôi đối xử khách không tốt thì khách không đông như thế này. Bà chủ quán phở cũng khẳng định, không nói ai nhận ngữ này vào đây ăn không, mà chỉ nói lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.